人潮来国志离合山追让风牵人去向年岁的追忆压于心上沉重的挥手却挥不走爱与伤别了后能否再遇上难为你作任何事愿你成了日后每一夜长或是有许多虽然是离别你遗下这泪痕这落痕这裂痕在我心上回头望我月流像眼泪如虽装作更冷落寒冷的北风过于心上人世界将我每分钟这夸张但我是迷失了我Bộ đồ vừa rồi có xinh đẹp không? Tao gọi lâu lắm mới tới đó. Nè nè nè, đây là địa bàn của tụi tao, không cần tụi mày làm nữa. Mày nói gì mày? Nghe không hiểu hả? Nè, đi đây. Anh bạn, chú bạn chúng tôi muốn gặp anh. Thì ra cậu quen biết Tường Quý. Cậu Thao này thiệt là hồ đồ. Sao để người ta ngủ ở chỗ như vậy? Xin lỗi nghe anh Văn. Không sao. Tôi đã dặn nó rồi. Ngày mai sắp xếp rõ ở trong nhà. Cậu đừng trách nó nữa. Không có đâu. Có được một chỗ để nghỉ chân như vậy tốt rồi. Tôi dự định kiếm đủ tiền sẽ tìm chỗ dọn đi. Làm vậy không được. Bạn của Tường Quý cũng là bạn của tôi. Cậu mà làm như vậy á, tôi khó ăn nói với Tường Quý lắm. Làm vậy tôi mất mặt. Chú không cần nói nữa. Cứ ở chỗ quán của tôi đi. Đừng có dọn đi. Vậy cũng được. À, xem chút nữa tôi quên mất. Mau lấy ra đi. Dạ. Trả lại cho cậu. Sao lại? Tôi biết cậu bị người ta lấy cắp ở trong quán trà. Chỉ là hiểu lầm. Người đó không biết cậu là bạn của tôi. Cảm ơn chú Bảy. Hơi, cách sao làm cái gì? À, vừa rồi tôi thấy thân hữu của cậu cũng khá lắm. Như vậy đi, cứ đi theo chú Bảy này. Tôi đảm bảo tiền bạc phụ nữ cậu không thiếu thứ gì hết. Chú Bảy à, tôi cũng xin nói thẳng. Lần này tôi qua Hồng Kông là muốn sống một cuộc sống yên bình. Những chuyện trong giang hồ tôi không muốn dính tới. Vào đi. Chú Bảy. Kêu các anh em chuẩn bị. Dạ. Không có chuyện gì chứ? Hôm nay có một cuộc mua bán cũng hơi nguy hiểm. À, với thân thủ lanh lẹ của cậu, nếu rảnh có thể đi cùng tôi không? Cũng được. Chú Bảy, ông tới trễ rồi. Tiền có sẵn là được rồi. Sao hả? Hàng quá không vấn đề gì chứ? Hàng không có vấn đề, đang ở trong thuyền kìa. Tiền đâu? Yên tâm đi. Này Đính Dương, làm ăn với nhau lâu rồi mà. Cậu đừng có lên giá cao quá. Cứ theo giá cũ của tôi đi. Chú Bảy, ông đang giỡn chơi với tôi hả? Hàng của tôi là hàng cao cấp Nam Dương, không phải là rác rưởi. Ông định ép giá sao? Thì trời ơi, độc cũng không ít rồi. Coi như cho tôi chút lễ thôi. Nè, làm vậy là coi thường tôi. Chú Bảy ông không cần, ngoài kia thiếu gì người cần. Vậy là cậu không để mặt tôi rồi. Nể mặt hả? Hồng nghĩa đường của ông có lạ gì? Nể mặt ông hả? Chuyển hết hàng đi. Chúng ta vì tiền cũng không nhất thiết phải làm vậy. Đã ra giang hồ đương nhiên phải tàn nhẫn thôi.
Cậu muốn đi thật à? Xin lỗi nha chú Bảy, tôi thực sự muốn ổn định cuộc sống. Cậu đi như vậy tôi làm sao ăn nói với Tường Quý? Là tôi muốn đi, Tường Quý sẽ không trách chú đâu. Không giữ cậu lại được thì không còn gì để nói nữa hả? Như vậy đi, ngày mai tôi làm vài bàn tiễn cậu đi. Chú Bảy, không cần phải khách sáo, tôi không dám nhận đâu. Cậu nói vậy là không nể mặt tôi rồi. Vì cung kính chỉ bằng tuân lệnh. Đúng đó. Chú Bảy à, nếu không còn chuyện gì tôi vô trong. Được, được. Chú Bảy à, chẳng phải ngày mai đã hẹn với bọn Phi Hổ Đường tới tiệm trà đàm phán sao? Sao lại còn bày tiệc tiễn Văn Cường nữa? Thân thủ nó khá mà. Chú Bảy à, có gì đó không ổn? Không có gì đâu. Nhị gia. Chú Bảy, tới trễ vậy. Tôi và Đường Nhị gia ngồi đợi ông lâu lắm rồi đó. Vừa rồi có chút chuyện cho nên tới trễ, xin lỗi nha Nhị gia. À, không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. À đúng rồi, thổ cậu ở Vịnh Thổ Hoa mà Hồng Nghĩa Đường phụ trách chết rồi. Nghe nói các người vì giành địa bàn, giành đến nỗi người mình đánh người mình. Có chuyện này không vậy? Nè Nhị gia, Hà Văn Điền trước giờ do chúng tôi phụ trách. Vịnh Thổ Hoa rất gần với địa bàn của chúng tôi. Thổ cậu lại là anh em kết nghĩa của tôi. Sau khi anh chết có phải tôi nên cho anh em tới tiếp quản không? Nếu nói gần Vịnh Thổ Hoa thì phải nói là Cửu Long Thành của chúng tôi gần hơn. Nói về quy tắc của Hồng Môn, cha không truyền con, anh không truyền cho em, huống hồ là kết nghĩa. Nè, thổ cậu sẽ ra chuyện ở Dương Giác, không phải là cậu làm chứ? Ông nói vậy là ý gì? Nói thổ cậu cho cậu giết đó. Thổ cậu cho tôi giết hả? Nè, hôm nay tôi tới là để nói câu công bằng. Cái chết của thổ cậu tôi tin tuyệt đối không phải do Phi Hổ làm. Còn về chuyện địa bàn, tôi cho là nên thuộc về chú Bảy. Nhị gia, ông nhầm lẫn không vậy? Ông làm gì là không công bằng? Nè, cậu ăn nói với nhị gia bằng thái độ đó hay sao hả? Thái độ gì? Cái ghế Hồng Nghị Phi Hổ này ngồi đã vững rồi, tôi muốn nói gì thì nói. Phi Hổ, có phải cậu không hài lòng không? Cậu nói đi. Tôi kính trọng ông là tiền bối của Dạng Học Bối, không ngờ ông bất phân thị phi, nhận tiền của hắn cũng giúp hắn cướp địa bàn hả? Cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì vậy? Đàn em của tôi nhìn thấy ông nhận 2 vạn đồng như vậy. Không có chuyện đó. Không có hả? Đừng làm bậy, đừng làm bậy. Đúng là tôi có nhận 2 vạn đồng, tôi có nhận. Nhận được hả? Ra tay. Diệp Tây, Diệp Tây lại. Chú Bảy, các người đi trước đi. Lại. Đuổi theo. Nè cậu thanh niên, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Cậu bị thương rồi, tôi chuyên trị trật đã. Để tôi cho cậu 2 viên thuốc trị trật đã nha. Không cần đâu, cảm ơn. Ông nội, người ta không cần nội giúp đỡ. Nhiều chuyện. Ê, cậu thanh niên à, cậu sao vậy? Nghe đồng ý, em vợ anh. Em muốn lấy một tỉnh rồi hả? Đừng có động đậy lung tung, tôi vừa mới cầm máu cho cậu đó.
mau uống chén thuốc đi. Tôi không có tiền trả. Tôi đâu có nói là lấy tiền của cậu. Cậu ra nông nổi này, sao tôi có thể thừa nước đục thả câu? Thuốc còn nóng cậu uống đi. Ông nội. Hả? Ê, anh tỉnh rồi hả? Em nghĩ chắc là anh đói rồi, em có mang thứ này tới cho anh ăn nè. Ăn đi, không có lấy tiền đâu. Em tên là Tiểu Hắc, anh tên gì vậy? Anh tên là Văn. Vậy em gọi anh là anh Văn ha. Ý, anh bị ai đánh mà bị thương dữ vậy? Anh cũng không nhớ. Anh nói sao? Chuyện lớn gì sao không nhớ được chứ? Nói em biết ai đánh anh đi, nói em biết đi, nói đi. Ê, Tiểu Hắc à, chuyện người lớn đừng có quan tâm tới, con chuẩn bị chị đánh tét mong bây giờ. Chị không đã đánh con đâu, chỉ có mình con là em thôi mà. Con đã lấy hết quần áo vào giùm chị chưa? Ý chết, con quên mất, lát nữa nói chuyện tiếp ha. Nó là cháu của tôi, nó nghịch ngợm lắm. Ê, ăn hết cái này đi, rồi ngủ một giấc, vết thương sẽ nhanh chóng liền lại thôi. Bác không muốn biết vì sao tôi bị thương à? Tôi biết nhiều như vậy để làm cái gì chứ? Làm người đôi lúc hồ đồ một chút sẽ thêm vui hơn. Anh coi nè. Có bị phỏng không? Không có. Con gà mái này ngày nào cũng đẻ một trứng hết. Chị em định để nó làm bữa ăn sáng cho em, nhưng hôm nay em mời anh ăn á. Còn em thì sao? Em sẽ ăn màng thầu. Thật ra em rất muốn làm thịt con gà đó, nhưng mà chị không cho. Tại sao? Anh ngốc quá. Làm thịt con gà rồi thì làm gì có trứng cho em ăn. Em rất muốn ăn đùi gà. Em nói cho anh nghe một bí mật nha. Em lớn chừng này rồi mà chưa được ăn đùi gà đó. Đúng rồi, anh ra ăn chưa vậy? Không biết mùi vị nó làm sao ha. À phải rồi, chị của em đâu? Sáng sớm chị ấy tới quán trà bán điểm tâm. Xong việc ở quán trà, chỉ thu quần áo dè dặt. Cả ngày chỉ biết làm việc, không có thích chơi gì hết á. Hung dữ lắm. Em rất muốn chị sớm có chồng cho rồi. Ê không đúng, hôm qua chị nghỉ phép đi xa, nói là đi tìm chị em của chị. Chị sẽ ở nhà chị em chỉ một đêm, chắc là sắp về rồi đó. Hơ, cái thằng Tiểu Hắc này. Chị về rồi. Mất trái banh rồi cũng không dọn dẹp nhà cửa gì hết. Làm mất rồi chị sẽ không mua lại cho đâu. Em phải ngoan chứ. Chị đi kiếm tiền cực khổ, một ngày chị không về là nhà cửa tùm lum hết. Lấy cục xà phòng giùm chị đi. Dạ. Đợi vài ngày nữa chị kiếm đủ tiền cho em về trường đi học lại. Một người không đi học, không biết chữ là không được đâu. Sao bố nữa? Tử Quân. Anh Văn. Tay của anh. Đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại làm phiền em. Làm phiền gì chứ, chỉ là băng lại giùm ngón tay thôi mà. Mới đầu chắc anh sẽ thấy không quen, nhưng nếu dùng giải quấn thì không tốt lắm. Cảm ơn em. Anh còn nói với em những lời khách sáo vậy sao? Lúc trước ở Thượng Hải anh giúp em rất nhiều. Phải rồi, sao anh lại tới Hồng Kông? Tử Quân, em đã tìm được hết người nhà chưa? Sau khi em tới Hồng Kông, đã nhanh chóng tìm mẹ em, ông nội và Tiểu Hắc. Nhưng tiếc là không bao lâu, mẹ em bệnh nặng, tốn rất nhiều tiền nhưng cũng không chữa được. Nên cuối cùng, mẹ em cũng đã mất. Người đã chết rồi, không thể sống được. Em không sao. Chuyện không vui đã qua, em không bao giờ nghĩ lại nữa. Bây giờ em chỉ mong Tiểu Hắc ngoan ngoãn nên người để sau này tự lực cánh sinh. Tuy bây giờ em làm việc vất vả, nhưng em không ngại. Tuy ăn uống đạm bạc,
Cuộc sống bây giờ đơn giản bình dị, nhưng cả nhà ba người sống rất vui vẻ. Tử Quân, em rất là lạc quan. Dì ơi, về rồi nè. Ông nội, về sớm vậy? Thằng Tiểu Hắc á, nó ra ngoài chợ tìm nội. Nó nói hai đứa đã biết nhau từ trước rồi, nên nội tranh thủ về nhà tiện thể mua thêm đồ ăn, mua bình rượu để về chúc mừng nè. Càng người ta nói hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, đúng là nói không sai chút nào. Cũng may là có ông nội nhân từ, nếu không thì có thể con đã chết rồi. Anh đừng nói những lời xui xẻo đó mà. Ngu du nhất là Tiểu Hắc quá, giờ có thêm người chơi với nó. Bây giờ có anh Giang ở đây sẽ không có ai ăn hiếp em nữa. Rồi sau này cậu có dự tính gì không? Con cũng chưa biết. Con có thể sẽ về lại Thượng Hải. Tạm thời cứ ở đây trước đã, cậu đừng ngại gì hết, cứ coi như là người một nhà. Chuyện sau này rồi sau này hắn tính ha. Phải đó, tạm thời anh cứ ở đây đi. Đúng đúng, cứ quyết định như vậy đi, đừng ngại gì hết. Nào nào nào, ăn đi, ăn. Thật ngại quá, để hai vị đợi lâu. Không cần cả sao. Chai rượu này là chai rượu lâu năm của Phùng tiên sinh. Ông nói hai vị tới nhất định phải mời hai vị nếm thử. Mời. Phùng tiên sinh thiệt là khách sáo. Là hai vị nể mặt tới đây chơi mà. Phùng tiên sinh tới rồi. Vậy sao? Mời từ từ dùng. Được rồi. Cứ tự nhiên. Tự nhiên. Thật ngại quá, để hai vị đợi lâu. Cần gì phải vội, uống hết ly này được rồi. Nè, cạn ly. Cạn. Ông Phùng, ông xin hình như biết cách làm cách vui vẻ đó. Phùng tiên sinh, tới lâu rồi. Cũng vừa mới tới thôi. Đúng rồi, có một hợp đồng ca sĩ sắp hết hạn. Phùng tiên sinh có ký hợp đồng tiếp không? Chuyện này cậu cứ quyết đi, không cần hỏi tôi. Cảm ơn Phùng tiên sinh. Đúng rồi, cuối tháng này là sinh nhật của bà Phùng. Không biết Phùng tiên sinh dự định sẽ chúc mừng bà Phùng thế nào. Cậu quyết luôn đi. Chào Đinh tiên sinh. Chào. Phùng tiên sinh đâu? Lão gia đang dùng điểm tâm. Chào buổi sáng. Chào ông Phùng. Chào bà Phùng. Chào. Chào. Ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Cùng ăn đi. Dạ được. Ngồi đi. Chị ba. Dạ. Mang ra cái chén nữa đi. Dạ. Tới sớm vậy? Nhưng Trình Trình đã ra ngoài rồi. Tôi không phải tới gặp Trình Trình. Tôi tới để tìm bà. Tìm tôi? Đúng vậy. Cuối tháng này là sinh nhật của bà. Phùng tiên sinh dự định đặt 20 bàn tại Thất Trùng Thiên để chúc mừng. Bà coi, đây là danh sách khách mời và thực đơn ngày hôm đó. Đây là chủ ý của cậu hay là chủ ý của Phùng tiên sinh? Có phải thực đơn không đúng với ý của bà không? Không phải. Nhưng mà tôi không quyết định được. Cậu hãy hỏi Phùng tiên sinh đi. Tôi thì không muốn quá phô trương. Dạ phải. Chị ba. Dạ. Tôi chuẩn bị ra ngoài. Dạ. Nói với chú Tường chuẩn bị xe cho tôi. Dạ biết lão gia. Lực à, ăn no đi rồi cùng đi với tôi. Dạ được. Tôi không ăn nữa, tôi đi trước đây. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Cuối tháng lãnh sự Mỹ sẽ về nước báo cáo. Tôi đã giúp ông chuẩn bị một chiếc đồng hồ hộp xoàn làm quà tặng vợ ông. Chỉ quà thôi tôi thấy chưa đủ đâu. Hay là như vậy, bữa tối trước ngày ông đi, làm tiệc tiễn ông ở Thất Trùng Thiên đi. Dạ được. Đúng rồi, Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh. Hôm đó là sinh nhật của bà Phùng mà. Vậy thì đúng lúc. Nó là sinh nhật của bà Phùng mà ông dùng cơm. Nhưng mà vừa rồi bà Phùng có nói hôm đó không muốn phô trương. Phụ nữ thì biết cái gì, đừng có để ý tới cổ. Dạ biết rồi.
Các chị, ngày mai Maurice tiên sinh sẽ về Mỹ báo cáo. Chúng ta cùng chúc ông ấy thượng lộ bình an. Cạn ly. Cheers. Phùng tiên sinh à, nếu ông có thời gian thì qua Mỹ một chuyến thì không được. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu một số tham nghị viên cho ông làm quen. Được, tôi rất hứng thú được làm quen với bạn bè trong chính giới của Mỹ quốc. Nhắc tới mới nói, nghiệp viên Molly Adams ông có quen không? Molly Adams à? Ông là bạn thân của tôi. Vậy sao? Vậy lần này ông về Mỹ cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy nha. Nhất định. Phùng tiên sinh à, hôm nay là sinh nhật của bà Phùng, mọi người cũng đã tới đông đủ. Chúng ta cùng kính bà Phùng một ly có được không? Happy birthday, sinh nhật vui vẻ. Xin mời. Nhắc tới tham nghiệp viên Molly Adams, đã 3 năm rồi tôi chưa gặp ổng. Còn nhớ khi ổng tới Thượng Hải, tôi cùng ổng đi dùng cơm, ổng uống cũng khá lắm đó. Ổng thích nhất là rượu vang. Tổ lực của ổng ấy rất là khá. Bà tài thiếu một, làm tay bà ngứa ngáy rồi phải không? Đúng vậy. Đợi thêm chút coi còn có tiết mục gì nữa hay không. Bà Lý, Phùng tiên sinh và mọi người đâu? Phùng tiên sinh và mấy người đàn ông đó tới Bách Lạc Môn để uống rượu rồi. Vào đi. Cha vẫn chưa về sao gì qua? Ảnh còn về cuộc xã giao nên về trễ một chút. Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của gì sao? Cha không về con mà. A đầu ngốc. Hai vợ chồng tối cũng gặp, sáng cũng gặp, chưa đủ sao? Sao hả? Sao trễ rồi còn chưa đi ngủ? Cái này tặng gì? Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Đẹp quá. Dì thích chứ? Cha con tặng quà gì vậy? Cha con tặng cho dì một cô con gái ngoan nè. Là dì vui lắm rồi. Vậy nghĩa là không tặng gì? À đúng. Dì biết dạo này con và cha con có chút vấn đề. Nhưng mà con tin dì đi. Cho dù người cha của con đối với người ngoài như thế nào thì con vẫn mãi là người ông ấy thương nhất. Ông là một người cha tốt. Chứ không phải là người chồng tốt phải không? Thức ăn ở quán ăn chay này ngon lắm. Em và Thanh Hoa thường tới chỗ này ăn. Bốn vị mời đi bên này. Ngồi đi. Ăn chay ngon lắm mà có lợi cho sức khỏe nữa. Đúng đó, anh thấy em sau khi cưới quên không giữ phọt nữa rồi. Anh nói lại lần nữa coi. Ý Thanh Hoa, thì ra đúng là em. Thanh Hoa, sao em tới đây mà không rủ chị đi cùng? Phùng tiên sinh đâu? Trước giờ anh đâu có thích ăn chay. Em đi một mình, vậy mọi người ngồi chung có được không? Đúng đó, cùng ngồi đi. Đông người dễ gọi món hơn. Cũng được, cứ tự nhiên. Ngồi đi. Hôm qua ngày 28 âm lịch là ngày sinh nhật của em à? Sinh nhật năm nào cũng có gì mà đặc biệt? Phùng tiên sinh mừng sinh nhật em thế nào? Em và ảnh và cả Trình Trình nữa cùng đi ăn, cả nhà ba người rất vui. Dây đeo tay này là ảnh tặng đó. Đúng là đẹp thật. Phùng tiên sinh đúng là biết chọn đó. Anh biết ông ta đối xử tốt với em, nhưng em đâu cần phải nói dối. Anh nói vậy là ý gì? Anh biết hôm qua ông ta ở Bách Lạc Môn cùng với bọn người lãnh sự quán Mỹ uống rượu với nhau tới sáng. Còn nữa, hôm đó ở cổng nhà hàng anh nhìn thấy. Tôi nghĩ chuyện giữa tôi và chồng tôi tốt nhất anh đừng quan tâm. Bà Phùng, ông chủ Du chỉ quan tâm cô thôi. Đúng đó, đừng có hiểu lầm. Có lẽ là anh nhiều chuyện rồi, xin lỗi nha. Tôi còn hẹn với Kính Nghiêu, tôi nghĩ tôi phải đi trước. Mọi người cứ từ từ dùng đi. Đây chị tiễn em.
Tại sao cô nghĩ một điều lại nói một nẻo? Cô đã lấy người khác rồi, đâu cần anh quan tâm nữa. Huống hồ cô không đếm xỉa gì tới anh là cổ từ chuốc lấy thôi. Nhưng mà là bạn bè cũng nên quan tâm nhau chứ. Muốn quan tâm bạn bè thì sao anh không đi quan tâm đi? Cô 5+2, lâu rồi anh không có gặp cổ. Thật sự anh không có nghĩ tới cổ sao? Cái gì cô 5+2 vậy? Anh đang nói cái gì vậy? Là 5+2 đó. Đừng có nói nhiều nữa, gọi đồ ăn đi. Tại đâu? Hôm nay doanh thu không khá lắm. Có thể là do trời lạnh, mọi người không muốn ra đường. Uống chén canh thịt heo đi, má Dương hầm cả ngày đó. Nói là cô phải uống 2 chén. Canh thịt heo hả? Đúng vậy. Tôi không uống đâu. Sao lại không uống? Lâu rồi tôi không ăn thịt heo, anh không biết hả? Sao kỳ vậy? Tôi có một người bạn, nhà ổng có nuôi một con heo, là một con heo nái, bụng nó to lắm. Ngày nào tôi cũng tới rờ cái bụng bự của nó. Anh có biết nó dễ thương sao không? Ngày lại qua ngày, sắp đến ngày nó sinh. Con heo nái đó dễ thương lắm, mà cũng có tính người nữa. Tôi nói chắc anh không hiểu đâu. Tôi hiểu mà. Anh hiểu sao? Tôi thật sự hiểu mà. Tôi cũng kiêng thịt heo. Anh cũng không uống? Không uống. Hai con heo nhỏ này dễ thương quá. Đúng đó, nó dễ thương y như chị vậy đó. À, chú Ngưu phải không? À, cứ gọi tôi là A Ngưu được cũng rồi. Vậy thôi, xin mời ngồi. Ông chủ Du sắp xuống rồi. Tôi đứng được rồi mà. Ông mang hai con heo tới đây để làm gì vậy hả? Heo cưng, heo cưng. À, ông chủ Du. Chú Ngưu, sao đánh rỗi tới thăm tôi vậy? Ngồi xuống đi. Chú Ngưu, mời ngồi, mời ngồi. Chú Ngưu à, chú và thím Ngưu vẫn khỏe chứ? À, khỏe khỏe khỏe. Cảm ơn chú đã quan tâm. À, bà Du đâu rồi? Hả? Ông chủ Du, đám cưới hồi nào vậy? Sao chúng ta không biết? Đúng đó. À, chú Ngưu đang nói tới thức xảo đó. Ừ, chú Ngưu à, lần trước chúng tôi vì che giấu thân thế nên tạm thời nhận làm vợ chồng, chú đừng có hiểu lầm. À, vậy làm sao đây? Hai con heo này một con là cho ông, một con là cho bà Du đó. À, không sao đâu, lát nữa tôi cho người mang tới cho cổ là được rồi. À, hôm nay tôi không có rảnh. Anh đã hứa là đi dạo với em rồi đó. Đúng đúng đúng, đúng. Chúng tôi đã hẹn trước rồi. Tôi cũng vậy, tôi không đi được đâu. Nè, đừng có nhìn con nha. Biểu con ôm hai con heo đó ra đường hả? Bị người ta nhìn thấy sau này con làm sao có chỗ đứng ở Thượng Hải nữa. Không được, không được đâu. Nè, ông chủ Du, với tình hình này ông phải đích thân mang tới cho người bạn bình thường của ông đi. Đúng đó. Cô Bảy à, tôi ra ngoài mua đồ nha. Làm ơn thanh toán đi. Cảm ơn anh, từ sau này đến nha. Lâu rồi không gặp. Buôn bán cũng bình thường hả? Đúng vậy, buổi sáng cũng hơi ít khách. Mời ngồi. À, anh uống gì? Cà phê đi, hay là trà Trung Quốc? À, một ly nước lọc là được rồi. Ở chỗ chúng tôi nước lọc cũng phải tính tiền. Tôi tới tìm cô không chỉ vì một ly nước lọc đâu. Cô còn nhớ chú Ngưu không? Con heo nái của chú ấy chắc sinh con rồi. Sao cô biết? Tôi đoán thôi. Sinh một lúc 11 con. 11 con? Sáng hôm nay chú Ngưu mang tới 2 con heo con. Nói tôi mang tới cho cô 1 con. Con heo đâu? Trên xe hả? Không có mang tới. Tôi định hỏi rõ ý cô sao. Nếu cô thật sự muốn nuôi, tôi sẽ cho người mang tới cho cô. Nuôi, tất nhiên là nuôi. Không ngờ chú Ngưu giữ đúng lời hứa. Tôi cứ tưởng cô chỉ nói chơi thôi, không ngờ cô nghiêm túc như vậy. Từ trước tới giờ tôi làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Anh đừng cho là... không có gì. À, là tôi không tốt. Nếu như lúc đó tôi khiến cô không vui thì bây giờ tôi xin lỗi cô. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Ý của tôi là... Bỏ đi. Hôm nay anh chịu đến tìm tôi là tôi vui lắm rồi. Điều đó cho thấy chúng ta vẫn là bạn. Đương nhiên rồi, còn là bạn cùng nhau nuôi heo nữa. Cô Bảy, hôm nay buôn bán thế nào? Cũng bình thường thôi. Cứ từ từ, chuyện này có gấp cũng không được. Giờ rồi anh nói ra ngoài một chút, rốt cuộc là anh đi luôn 1 ngày. Anh đi đâu vậy? Cô đoán xem. Làm sao tôi đoán được? Má Dương đâu?
Má Dương. À, trời ơi, cô Bảy cô về rồi hả? Cô coi heo con này nè. Mà tới rồi hả? Ừ, phải rồi. Trời, dễ thương quá. Ai mang tới vậy? Là ông chủ Du. À, con nghĩ chắc nó đói rồi. Ừ, có thể. Vào nhà bếp tìm gì cho nó ăn. Ừ, được, chúng ta tìm gì cho nó ăn ha. Đúng là dễ thương quá. Dễ thương hết sức à. Ổng là heo, mày cũng là heo. Cùng là heo, nhưng không cùng mạng. Tạ Đông, anh ngủ chưa vậy? À, ngủ rồi. Còn nói chứng tỏ là chưa ngủ. Tôi lấy quần áo vô giùm anh rồi nè, mở cửa đi. À, đợi tôi chút nghe. Nè, xong chưa vậy? Xong rồi. Nè, của anh. À. Sao nhìn anh ngộ vậy? Mê ngủ. Đúng vậy. Tự nhiên cầm theo chén cơm. Vừa rồi anh ăn chưa no. Không phải. Tôi sợ ngủ không được lại đói nên chuẩn bị trước đó mà. Nhưng cũng không cần phải ăn cơm thừa. Tôi lấy bánh cho anh ăn. À, không cần đâu. Không cần đâu. Tôi hết đói rồi, tôi đi ngủ đây. Vậy tùy anh. Cô Bảy, cảm ơn nghe. Ê trời, coi chừng nó chết. Tối qua đi ăn trộm hả? Nãy giờ ngáp hoài. Tối qua tôi không ngủ được. Ê, có khách kìa, nhanh tới chào hỏi đi. Anh Nam, uống cà phê hả? Cảm ơn. Tạ Đông à, cậu có còn nhớ người cũ của tôi ở dưới quê không? Nhớ chứ, cô làm bánh ngon số 1 luôn. Cô là người thân duy nhất của tôi. Lần này tôi đến tìm cậu là muốn cậu giúp tôi một việc. Cậu giúp tôi mang số tiền này giao cho cổ. Anh Nam à, có chuyện gì vậy? Là anh em, đừng có hỏi nhiều. À, tôi đi trước nha. Ê, anh Nam. Tạ Đông, anh đã không còn giống Lý Nam người dẫn dắt tôi trước đây nữa. Cẩn thận! Nếu như không phải tôi hồ đồ, đã không hại anh bị thương. Đừng nói vậy. Làm ngày này từ lâu tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vết thương ở đầu của anh tới giờ vẫn chưa khỏi à? Lúc đó bác sĩ nói nếu như phẫu thuật lấy mảnh vỡ ra thì cơ hội thành công chỉ có 1%. Mà sau này nó cũng không tái phát. Nhưng mà không ngờ bây giờ lại nghiêm trọng như vậy. Đã vậy rồi anh còn đi làm. Tôi tính làm lần này là lần cuối cùng, kiếm được khoản tiền rồi về quê làm ăn nhỏ. Tạ Đông à, cậu không cần phải lo, anh Nam này còn chống đỡ được. Đúng rồi, hôm nay anh tới tìm tôi có phải là có chuyện cần tôi giúp không? Đúng, tôi tính vậy đó. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, tôi phải kiếm thêm tiền nên không cần nữa. Anh định đi nộp mạng sao?
tôi giúp anh. Không cần đâu. Tạ Đông à, tôi đã từng dẫn dắt nhiều người, nhưng đa số họ đều chết bất đắc kỳ tử. Những người được như cậu đến giờ không sức mẻ gì, thật sự ngày càng ít. Thật sự thì tôi không hy vọng gì anh cả. Nam à, mạng của tôi là do anh lượm về, là tôi hại anh bị thương. Tôi không muốn nợ anh cả đời đâu. Nhìn nó dễ thương quá ha. Thấy ghét quá. Vậy rồi hả? Vậy sao anh đứng đây không lên tiếng? Tôi đứng coi hai người chơi với con heo. Anh vậy thiệt đúng lúc. Tôi vừa mới đi chùa lễ Phật giúp anh xin xong. Người giải xăm nói năm nay là năm tuổi của anh, nên tôi xin cho anh một lá bùa bình an. Ông ta nói lá bùa này có thể tránh được tà ma, anh nhớ phải luôn đeo nó. Trời ơi, mấy thầy tướng số giang hồ đương nhiên nói vậy để hụ người ta rồi. Không lẽ người nào 5 tuổi cũng xảy ra chuyện hết sao? Thà tin là có, còn hơn là tin không có. Ây, hai đứa còn trẻ mà mê tín hơn bà già này nữa. Không nói với hai đứa nữa. Nếu anh không tin thì đừng có đeo. Tin, tôi tin mà. Hàng Lâm, mình ăn hát cảo đi. Cảm ơn. Bánh bao xá xíu đây. Cho tôi hai khai bánh bao xá xíu. Được. Ba người mà ăn hai khai bánh bao xá xíu sao? Ba người ăn 4 cái. Ăn đi, còn nóng đó. Nếu 4 người thì ăn vừa đủ. Trinh Trinh, Trinh đừng có như vậy mà. Thật ra là mình thấy hai người quấn quýt với nhau như vậy, mình rất là ngưỡng mộ. Còn mình thì không biết bây giờ anh Văn đang ở đâu. Anh còn sống hay đã chết? Mình sợ là ảnh. Anh Văn không sao đâu. Anh không cần an ủi em. Anh nói thật đó. Vậy anh biết ảnh ở đâu không? Hàng Lâm, anh biết thật sao? Ảnh đã ở Hồng Kông. Thật sao? Là anh đưa ảnh lên tàu mà. Em lập tức đi tìm ảnh. Nè Trinh Trinh. Trinh sao vậy? Em bình tĩnh đi. Em thật sự muốn gặp ảnh mà. Em nói nhỏ thôi. Nhất cử nhất động của em, cha của em đều nắm rõ. Em ngồi xuống đã. Ngồi xuống đi. Em cứ yên tâm đi. Trước giờ anh đang làm việc đều rất cẩn thận. Anh sẽ tìm cách tốt nhất để liên lạc với em. Ông làm ơn, có dùng tôi bao nhiêu tiền? Tiên sinh ơi, cái chuyện vàng mới đáng giá, còn giết vàng thì không có đáng giá đâu. Ông chủ à, ông xem kỹ lại đi. Em xin lỗi nha, người thay ca em tới trễ nên em về muộn một chút. Anh ngồi đợi em nha, em vào bếp nấu cơm. Tướng quân, Tiểu Hắc và ông đợi cũng chưa về, em không cần nấu cơm rồi. Ở đây có chút tiền, em nhận đi. Sao anh lại đưa tiền cho em? Anh không thể ăn uống của em mà không đưa tiền. Anh cất vô đi, em cũng đâu có cần tiền xài. Nếu em không chịu nhận, ngày mai anh sẽ dọn đi. Vậy em nhận. Phải rồi, anh tìm việc thế nào? Cũng đừng gấp. Tìm việc ở Hồng Kông không dễ đâu. Nhưng với tài năng của anh, nhất định sẽ tìm được một công việc thích hợp. Có một công việc kế toán, vốn là không có vấn đề gì. Nhưng mà tới phút cuối, họ nói là phải đóng tiền để bảo lãnh. Vậy anh còn đưa tiền cho em? Dù gì số tiền đó cũng không đủ. Phải tìm một công việc mà không cần phải dùng tiền để bảo lãnh. Tử Quân, Tử Quân. Chị đúng Trân, em có ở nhà. Sao rảnh tới đây vậy? Tới thăm em thôi. Người này là... Là anh họ em. Rồi tôi là Giang được rồi. Xin anh chào. Giang chào. Chị ngồi đi. Được rồi. Em đi rót trà. Ngồi đi. Tôi tên Trân Trân, là chị em hàng xóm thân của Tử Quân. Uống trà đi chị. Cảm ơn. Đúng rồi, bao thiếp quan âm này chị đặc biệt mua tới tặng em đó. Chị biết là em thích uống thiếp quan âm mà. Tới chơi đâu cần phải tốn kém như vậy chứ. Gì chứ, người quen nhưng lễ nghĩa không quen. Không lẽ em nói chị tay không tới được sao? Anh Văn, anh nói có phải không? Em biết là em nói không lại chị. Chị đó có tiền thì để dành đi, vất vả mới kiếm được mà. Thì cực nhưng cũng không cực bằng em làm ở quán trà. Em coi, em làm tay của em chai hết rồi. Thiệt là tội nghiệp. Nè Tử Quân, chị kêu em tới chỗ chị làm, tiền lương vừa cao mà không có nặng nhọc lắm, em thấy sao? Em không làm được. Sao lại làm không được? Chị là phụ nữ, em cũng vậy, sao lại không được?
Chị Trân muốn giới thiệu em làm người đón tiếp. Gọi là gì cũng được. Dù gì em cũng suy nghĩ thử. Chỗ chị đang cần người làm. Sau này hãy nói đi. Thật sự em sợ mình làm không được. Được rồi, chị không miễn cưỡng. Chị có gì chị đi đây. Đi đâu gấp vậy, ở lại ăn cơm rồi đi. Được rồi, chị có hẹn một chút việc. Tạm biệt. Tạm biệt. Vậy em tiễn chị. Ông chủ, cho tôi một chai thuyết quả cao. Bánh bao xá xíu. Anh kia nhanh lên. Tới liền, bánh bao đây. Ông chủ à, cho hỏi ở đây có một người làm tên là Gia Tử Quân phải không? Cô ấy đang ở đâu? Gia Tử Quân hả? Tôi có đang muốn tìm cổ nè. Hôm nay cổ không đi làm sao? Tự nhiên nghĩ không làm. Gấp vậy tôi đào đâu ra người thay thế cổ chứ. Anh Giang. Tử Quân. Em ăn được nhiều tiền lắm. Chị Tiểu Hắc, em coi nè, chị ăn được tổng cộng 40 đồng lận đó. Nhận bài đàn tứ đó. Phải. Sao em lại ăn được nhiều tiền như vậy? Là như vậy, em và mấy người cùng làm ở quán trà cùng mua tự qua và em đã mua trúng. Bạn làm quán trà? Dạ phải, không chỉ mình em, ông chủ cũng ăn được nhiều lắm. Anh Giang à, anh cầm chút tiền đi đặt cọc đi. Dù gì thì em cũng chưa cần dùng tới. Đợi khi nào anh tìm được việc rồi trả cho em. Vậy cũng được. Tiểu Hắc à, em cầm tiền đi mua xá xíu đi. Em làm thịt con gà đi, em muốn ăn đùi gà. Chịu em luôn, dù gì cũng được nhiều tiền. Đẹp mà. Quá. Được rồi, chuyện này để đích thân nội ra tay cho. Con làm nữa. Được. Tướng Quân à. Bình tuyết quả cao này anh tặng cho em. Thơm lắm, em gửi đi. Thơm đó, nhưng mà quá thô tục. Mới ngửi lần đầu, tất nhiên là không quen. Nhưng mà mấy tên đàn ông rất thích thì chịu thôi. Nè, tối nay em xức lên người một chút, làm cho bọn họ mê mẩn tinh thần được không? Hả? Cầm lấy đi. Nè, đây là phòng dành cho tiểu thư. Sau khi em trang điểm xong thì bộ đồ thật đẹp. Làm người hầu cũng trang điểm sao? Đương nhiên rồi, em qua đây tự coi đi. Mặt mày trắng bệch, ra ngoài khách mà thấy tưởng là gặp ma đó. Dùng cái này đi. Thật ra trang điểm lên một chút, khách mà chấm em rồi sẽ chọn em làm nhỏ thì càng hay. Em không muốn đâu, kiếm được 40 đồng là em đi ngay. Được rồi, được rồi, biết em cao quý mà. Đúng rồi, phải nhắc em một câu, lát nữa khách mà có đụng tay đụng chân thì em cũng đừng có sợ, chiều người ta một chút là được rồi, em biết không? Em biết rồi. Tiên sinh, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời qua đây rửa chân. Em đi đâu vậy? Em xin lỗi anh Giang. Người em có lỗi là chính em. Loại tiền này, anh không có cần đâu. Anh Giang ạ. Mau thay đồ ra, đi theo anh về. Em có biết đàn ông vô dụng nhất là thế nào không? Là dùng tiền của phụ nữ, mà nhất là tiền của phụ nữ kiếm được và bán tôn nghiêm của mình. Anh Giang à, em xin lỗi. Em không có ý nói dối để gạt anh đâu. Anh không có trách em, anh trách chính bản thân mình. Anh Giang à, anh đừng tự nhiên vợ mình mà. Anh có biết điều mà người phụ nữ đau lòng nhất là gì không? Chính là thấy người đàn ông mình yêu thương đang cùng đường mà mình không giúp được gì hết. Vì giúp anh, em dù có chết cũng cam tâm. Huống hồ là một chút tôn nghiêm của mình. Anh không đáng để em làm như vậy gì anh. Anh xứng đáng. Vấn đề là anh có chịu hay không. Hồi này bất hề, mô chè mô giấc buồn, mô chăm hô hì hoàn. Lệnh nề vui phun hề, vui nề bất hề. Trời mơ bất hò quân, ngô chẳng hò cô phân. Dù nề đi giác quân, mô lần si dễ sâu. Hoàn si mi giác lưới, sáng tục chi liêm nề. Si sáng nề, chi tố bì lưới.
无论望日出还是望月星，连梦里都奢想得你的允许，陪你不起，无奈不。